rối rồi. Con không biết nó cũng thổi nó lên hai vạch vậy nè. Giặt là xong, thôi là xong. Cho mọi cái bột tới coi. Này giặt thì có bầu chứ làm sao. Mọi người lại là em đây. Hôm qua em có chôn, có màn chôn ăn chanh á. Ba mẹ anh hai ai cũng xanh mặt mày hết trơn luôn. Hôm nay em ra tiếp cái phần 2 nha mọi người đón xem nha. Let's go. Cái gì? Cái bầu gì mày có bầu cái gì? Cái gì? Có bầu hả? Bỏ đi bà ơi. Không hả ai? Chứ sao? Mẹ mà cứ mua thì cứ mua cho tôi đi. Ai biết ai biết mua cái đó, chưa giờ mua cái đó đâu, mình đi mua cả nó. Thì đi xuống mua cho mẹ đi. Ừ, mắc cả nó. Ừ, mắc cả nó. Tự đi đi. Tao không biết chạy xe, tao đi. Chở mày đi. Thôi mệt quá. Xuống nói chị bán cho em cái que là tao biết rồi. Bây giờ thử mày, thử mày. Cái gì vậy? Hai người bán cái gì vậy? Kêu nó đi mua người ta có que. Que gì có bầu đâu mà mua có que. Tôi thử tôi rồi bà ơi. Tôi thử tôi rồi bà ơi. Mua cho em một liều thuốc đau ba tử mất ối không nha. Mua quá giờ bị hoài luôn á. Đi nhập mẹ đi. Thôi con đi đâu. Mua bà đồ đó đi mua đi. Không đi đây đi. Mắc cảo rồi đi. Cảo gì đâu mắc cảo. Mắc gì đâu chứ. Đi đi. Mày mình chứ. Coi có. Ừ. Có cam có gì mua cho bệnh luôn. Cam hả? Cam gì? Miễn cam gì không được. Thấy con này nó ăn chua quá trời kìa, không mua gì. Nó ăn chua rồi, mình ăn chua rồi mình thèm đó. Nó ăn thấy ta thèm. Báo rồi. Nó mua cái que cho tôi ăn không? Rồi. Vậy tôi đẻ chứ là đẻ sơn báo nữa nè. Vậy tôi đẻ chứ là đẻ sơn báo nữa nè. Trời ơi con này không để nó có bầu trời. Trời ơi con này không để nó có bầu trời. Ăn nó hoài. Kém chắc luôn. Ai mà ăn mà ối kìa. Nói nó đau bao tử. Ăn kiểu này ối ra nói xuống kiểu này là thế nào có bầu. Thế nào có bầu. Sao mấy con gà bị hoài luôn. Tại sao á. Sao thì tại sao. Em hai đi mua đồ về biết cái gì đâu. Em hai đi mua đồ về biết cái gì đâu. Em hai đi mua đồ về biết cái gì đâu. Nằm nó đi cũng lâu rồi ta. Người sao? Thấy người nó cứ mệt mệt mà nó cứ ăn cái gì nhau, nó cứ nhọi 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 ra không à. Sao mà toàn là ăn chua không mà trời. Không, chua nữa. Bó tay, bó tay. Nó thèm chua hoài à. Bó sao nay không đi họp về sớm à? Lên trở đi họp nó hết tâm gì á. Ồ, đi ra nhìn trước đẹp trai. Chứ bây giờ hỏi nhậu nhẹt đường xá mà thấy cái ớn không? Đâu. Cái gì nữa? Sao nó uống hoài con mày cứ bảo thẳng nó có bầu. Tôi kêu anh hai đi mua cái que cho tôi nói vậy nó mới đi. Nó đi rồi. Kia đi về chưa? Ăn hối. Ba tôi để cái gì nó kỳ. Kiếm cha. Kiếm cha cho đồng lòng. Nhỏ đi mà. Ê. Cái gì cá bố. Đó chưa? Mua cam đi cho bả nè. Mua cam luôn. Đâu đâu. Đồ gì? Đồ bả giận đâu? Đồ gì nữa? Đi đi. Ai kêu mua cho cái que vậy tôi. Ờ đúng rồi. Đi khỏi mua que thứ hai cái mắc cỡ cũng chết. Làm gì mắc cỡ. Mẹ thử đây đó. Mẹ thử. Mua mẹ thử hả? Nó mua cho mẹ. Dạ thì nhưng mà con trai hỏi đi mua cho mẹ con hiếu khai. Nhưng mà con trai hỏi đi mua cho mẹ con hiếu khai. Nhưng mà con trai hỏi đi mua cho mẹ con hiếu khai. Thì nó bán cho cái que thứ hai chứ mày nói gì cho mẹ cho cha cho thằng cười. Con biết rồi mày làm gì đó. Bà thử hả? Tôi có bầu rồi nè. Tôi có bầu rồi nè. Trời ơi. Sơn. Ba báo rồi giờ tới hình tư báo nữa hả? Năm chứ tư rồi, tư báo rồi ba báo rồi tới tư rồi tới năm báo. Yếu vô nó nghe nè. Dạ. Trời ơi. Đi đi. Như cái cổ bò của cháu luôn trời. Trời đất ơi. Bình thường.
nội của mẹ với nội của con đâu. Đừng có bắt hai. Rồi. Mẹ tôi có con nhỏ này bảo đảm luôn. Mà cho tiền đi đám cưới kìa đó. Có bầu rồi tính sao? Cưới cho nó cho thằng Hải Kali. A few moments later. Rối mà, nó rối rồi. Lúc con biết nó cũng thử nó lên hai bạch vậy nè. Đi anh! Hai gạch thì có bầu chứ sao. Thôi rồi. Mày xong rồi. Hai gạch gì đó lè lo lét kìa. Sao không hiểu gì. Là có bầu chứ mày không hiểu. Cái gì nữa mẹ. Có mẹ là biết ra thì bé mồ. Mày đọc hướng dẫn đi, mày dạch đó ra chi nữa, cụm. Kẹo gì? Cái gì đó, trong ẩm. Quấn lên coi. Nè, ông thấy ở ngoài đây cái vỏ anh ta làm sao? Ông thấy không? Test. Test mà ông thấy hai đường không? Hai đường là sao? Hai đường gạch nè. Thì cái que một gạch là không có nè, hai gạch là có nè. Này, một gạch hai gạch nè, thấy không? Hai gạch là có thai. Hai gạch có thai. Cái gì vậy? Gì có thai ở đây? Khóc cái gì khóc? Điện ra rút cưng mẹ đây. Ra đi học quân dân quân mà điện. Con này nó miếu nó mó rồi kìa. Nó có bộ đội con luôn. Chiến này nó có bộ đội con luôn. Tính cái gì? Thấy không? Nó hướng dẫn nè. Con thấy nó em dài, con thấy nó cứ sao sao trong mình á. Chua, tinh rồi. Cái gì? Mấy đứa trẻ tuổi giờ. Không gìn giữ đi, để đám tiệc, đám cưới xong cái hả. Hai gạch rõ ràng rồi, coi gì nữa coi. Ôi, bà dưới thì sao đây. Ba ngồi đi, ba chạy ra nữa. Đúng rồi. Con đâu? Con đâu mày hả con? Dạ. Cháu ba xử đi. Giờ để hả ca về rồi bàn tính xuống đi nói chuyện chứ sao? Kêu nó đến đi rồi giờ... Không được. Không được rồi sao? Kêu thằng Hải dắt con này về nói chuyện với mẹ nó trước. Rồi mình mới vô. Chiều em mới về mà. Bốn giờ mấy, 5 giờ rồi. Về đó rồi. Thôi giờ chuyện gì nó cũng lỡ rồi, rầu gì nữa, rầu. Ngồi đó xé bọc bà. Chị nó vô phòng nghỉ đi mẹ. Chị đi vô phòng nằm đi. Chiều hãy cai về coi sao. Cái bàn tính trước coi. Thôi đừng khóc. Báo chưa xong. Cà lâm luôn. Giỏi quá, Nghi sao không nói đi mà giờ bây giờ cái Nghi. Nghi rồi tôi cử ngày đi mua cho mẹ nè. Nó mới đi cái bộ nó mua cho mấy cái đây nè. Cốt mồ hôi luôn. Sơn ca. Còn không có biết gì trong chuyện này hết à. Ba mẹ tự giải quyết với nhà mình bên đó đi, nhà bên nhà Nghiến á. Em ngứa đâu ngủ luôn á. Thì mà ai đợi thằng báo kia nó về rồi vô nói chuyện. Cốt mồ hôi luôn, đổ mồ hôi hộp luôn. Có ý người ta làm sao? Sao là sao, dự định của mày lại hả? Thì, thằng nào ra? Nào gấp trước đi. Thằng nào ra thằng đó chứ không mua. Thằng ba báo thì biển bại anh á. Chị mới đúng là trai. Trai gì? Mẹ báo. Mẹ báo luôn á, con kia vợ. Cái kia con nào? Biết. Rồi hết cả hút. Thôi giờ kêu anh đi á, đừng khóc. Mẹ hết giữ cháu nội, hết giữ con mẹ đi, mẹ giữ cháu nội nữa nè.
bảo đó luôn. Rồi bà đè bỏ vô đó không? Bà đát hả? Cho tôi thử nè. Dạ đàn báo mua khác cho tôi. Đâu? Con trốn nhà con đi luôn nha mẹ ơi. Trốn gì đâu trốn. Lâu vừa đẻ thì mẹ chồng đẻ luôn đó rồi đâu. Được rồi. Phải hỏi thằng bà báo nó có làm gì không? Hỏi nó mới biết, cái hỏi tôi gì ông thần nước mặn. Mày hỏi con mà nhìn con mới. Chuyện gì bà cười được luôn hả? Chuyện gì nó tới không lại tôi khóc rồi. Dạ, là gọi cho thằng bà báo rồi. Đang học quân sự rồi. Chứ nó bây giờ mà về liền không ấy, về chết mẹ tao nè. Mày chửi nó một tăng ơi, mày biết sao chứ. Mất gì chửi. Tao đang học rồi chị. Điện cho chửi nó đi. Vô lấy điện thoại đi. Sang lỗi đi mua. Họ mua cho bà Cam. Cam gì? Cho biết mẹ. Cho Nghiến ăn hả? Bà bà. Đi quậy cho nó uống. Tôi nghi rồi. Trời ơi. Ủa mà thường thường ăn chua là. Ừ, ối là nó ăn là nó ối thì nói. Mới làm gì biết trai gái ông thần. Hồi đó mấy bà chưa có ăn ngọt như chua gì đó. Giờ điện cho thằng báo liền. Báo giờ mày vô lấy điện thoại mẹ đây. Ăn ngọt như trai, ăn chua con gái gì á. Cho nó này nè, tao cho mày món quà này nè. Mày chửi mày phải nẹt nó, mày nẹt nó một tăng rồi kêu gì giải quyết. Cỡ đó. Chửi làm vậy? Chứ không chửi không được, để nó mình lum con này con kia. Lỡ nó còn khác nữa sao? Cạo đầu nó luôn chứ hả? Con khác. Mày chửi nó đi. Để USA là như vậy sao? USA là đi vô á, không biết à. Đồ bảo chứ. Tiếng Anh vậy luôn hả? Mày làm gì mày thôi ba mẹ tôi xử đi con. Gì lấy điện thoại cho mẹ đây. Mà giờ nó đang học mà sao mà điện? Thì mua que mua quýt tùm lum hết. Mua que nó mua cho tôi không có đi. Không lẽ mua cho nó? USA chứ, này tôi cho mày USA chứ cha mày luôn. Tôi cho tí này luôn, Mỹ ở luôn USA. Ừ. Một gạch là không có bầu, hai gạch là đỏ là bầu. Okay. Đó, cái lét lỗ mũi cũng hai cái mà có gì đâu. Ông mà lỗ mũi khác, còn tay cái kia là tao thử nó kiểu ông nội ơi. Chưa phải. Mày đâu đâu. Que này mày đút vô lỗ mũi không, chắc nó đào hòm nghe không? Em tưởng như cái que thọt qua cái mũi cái này là người ta tiểu vô có cái niềng nhỏ nhỏ này nè, người ta mới để cái này vô. Một gạch là không có, này nó lên hai gạch đó ao là nó đó. Còn ông thử cái kia là ông thử không biết. Mày biết tôi tưởng cái này mua gì cũng thọt cái lỗ mũi có hai gạch. Bữa hôm đó tôi hai gạch tôi không đâu có bầu đâu. Thằng báo hai gạch có bầu. Thì bữa hôm tôi thấy lỗ mũi được hai gạch đó tôi bầu đâu. Ai biết. Cái này người ta tiểu, còn cái kia là thọt vô lỗ mũi ông ngoại.